chiến trường Đông Âu quá khắc nghiệt khi chuyên gia Mỹ tiết lộ sự thật đáng sợ xảy ra trong lực lượng Ukraine đứng trước nguy cơ mất khả năng chiến đấu hàng loạt. Dù vậy, Ukraine vẫn tiếp tục ra đòn tất tay. Một số lượng lớn quân lính Nga biến mất không dấu vết trong các cuộc đụng độ kinh hoàng trên sông Dniep và Biển Đen. Bên cạnh đó, nhất quyết đánh bại Nga đến cùng. Ukraine trình làng siêu phẩm đặc biệt săn lùng binh sĩ điều khiển UAV của đối phương, diệt sạch tận gốc. Ngoài ra, Ukraine tiến hành đợt cải tổ nội các lớn nhất từ trước đến nay, mang lại nguồn năng lượng mới cho chính quyền. Trong khi giới phân tích cho rằng, Ukraine đang chuẩn bị cho một giai đoạn mới của cuộc xung đột với Nga. giữa lúc giao tranh căng thẳng, bộ ngoại giao Mỹ đã có phản ứng đối với phát biểu của ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov liên quan đến làn xanh đỏ của Nga. kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube chính thức của báo điện tử VTC News. vừa rồi là những nội dung chính trong bản tin về chính trường thế giới được chúng tôi liên tục cập nhật. sau đây là nội dung chi tiết. Cựu nhà phân tích tại cơ quan tình báo Trung ương Mỹ CIA Larry Johnson cho biết trong một cuộc phỏng vấn với kênh YouTube chương trình Freedom rằng quân đội Ukraine đang gặp khó khăn do thiếu binh sĩ được đào tạo. Ông Larry Johnson chỉ ra rằng những binh sĩ Ukraine được đào tạo kém, họ hoàn toàn không có sự chuẩn bị và người Ukraine đang ở trong tình trạng tuyệt vọng về nhân lực đến mức họ thực sự phải bắt ép người dân trên đường phố, bắt họ mặc đồng phục, đưa vũ khí vào tay và đưa họ ra mặt trận. Theo chuyên gia này, kết quả là người Ukraine trở thành mục tiêu dễ dàng ở tiền tuyến. Nhà phân tích kết luận, quân đội Ukraine đang làm gì với những người này? Họ bị bắt giữ và cứ thế bị đưa đến điểm tập kết theo đúng nghĩa đen. Họ có thể có tối đa một tuần để hướng dẫn trước khi ra các mặt trận. Từ báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các đơn vị của nhóm quân sự trung tâm và đông đã nắm quyền kiểm soát các khu định cư Karlovka và Prechistovka ở Donbass tổn thất của quân đội Ukraine mỗi ngày lên tới 1.935 người. Trước đó vào hồi tháng 6, khi Ukraine chuẩn bị huy động hàng chục nghìn tân binh để giải quyết tình trạng thiếu binh sĩ nghiêm trọng, các chỉ huy quân đội nước này lo hơn là mừng vì phần lớn trong số này sẽ chỉ được huấn luyện sơ sài ở hậu phương trước khi được chuyển ra tiền tuyến. Các chỉ huy Ukraine từ lâu đã phàn nàn về công tác huấn luyện kém cho tân binh tại các trại đào tạo cơ bản. Trong lúc Nga đẩy mạnh tiến công trên nhiều mặt trận, việc giảm độ tuổi nhập ngũ từ 27 xuống 25 mà chính phủ Ukraine vừa thông qua sẽ không hiệu quả nếu bài toán huấn luyện tân binh không được giải quyết. Trong bối cảnh quân đội Ukraine thiếu hụt nghiêm trọng nhân sự và mất lợi thế trên chiến trường, việc huấn luyện sơ sài tân binh càng làm lộ rõ tình thế tồi tệ mà nước này đối mặt trong xung đột với Nga. Trước sự rối ren trong bài toán huấn luyện binh sĩ của Ukraine, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết nỗ lực của Ukraine nhằm gây rối quân đội Nga bằng cuộc tấn công lớn qua biên giới vào tháng trước đã phản tác dụng. Chủ nhân điện Kremlin nhấn mạnh đối phương đã tự làm suy yếu trục chủ chốt của mình bằng cách di chuyển những đơn vị tương đối mạnh và được huấn luyện tốt đến khu vực biên giới. Ông Putin cho rằng chính vì điều đó khiến tiền tuyến của Ukraine có nguy cơ sụp đổ trên trục quan trọng nhất. Thường vong có thể dẫn đến mất khả năng chiến đấu của toàn bộ lực lượng vũ trang, đó là điều chúng tôi mong muốn đạt được. Thiếu tướng Apti Alaudinov, Phó Cục trưởng Cục Chính trị Quân sự Chính của lực lượng vũ trang Nga và là chỉ huy đơn vị đặc nhiệm Akhmat cho biết, Nga đã tuyên bố chiến thắng trong kế hoạch quân sự ở Ukraine. Những người lính được tuyển mộ theo lữ đoàn súng trường cơ giới Bắc Cực số 80 được thành lập vào năm 2014 để bảo vệ lãnh thổ Nga giáp với Na Uy và Phần Lan như một phần của Bộ Tư lệnh Chiến lược chung của Hạm đội phương Bắc đã biến mất khỏi các hòn đảo ở cửa sông Dnep gần khu vực khe sơn của Ukraine. Người thân của họ cho biết hãng tin độc lập Okno của Nga đưa tin. Tài khoản X của Chris Owiki, một nhà phân tích quân sự chuyên đăng bài về cuộc chiến cho biết, khi chia sẻ các báo cáo mới nhất, lữ đoàn Bắc Cực của Nga được cho là đã bị loại bỏ trong các cuộc tấn công của Ukraine, thương vong lên tới 80%. Newsweek không thể xác minh độc lập các báo cáo và đã liên hệ với Bộ Quốc phòng Nga để xin bình luận qua email. Một người phụ nữ có người con trai 36 tuổi gia nhập đơn vị từ một nhà tù Nga. Bà nói rằng con trai bà đã ngừng liên lạc với gia đình từ cuối tháng 4 khi chiến đấu ở Ukraine. Bà nói, tôi gọi đến đơn vị quân đội và được thông báo rằng 80% lữ đoàn đã thiệt mạng hoặc bị thương. Một cậu bé phục vụ cùng con trai tôi đã bị thương ở bụng. Tôi được trao một tài liệu cho biết cậu bé đã mất tích trong khi làm nhiệm vụ Họ nói rằng khi Khe Sơn được giải phóng, họ sẽ tìm kiếm trên những hòn đảo ở cửa sông. Sông Doniệp trở thành rào cản tự nhiên ngăn lực lượng Ukraine ở bờ tây tiến vào khu vực tỉnh Khe Sơn mà nga kiểm soát ở bờ đông. Trong một thời gian dài, khu vực sông Doniệp đã diễn ra nhiều cuộc giao tranh ác liệt, đặc biệt là tại làng Greenky Hồi tháng 7, Ria Novosti dẫn nguồn tin riêng cho biết bốn binh sĩ Ukraine sử dụng bè tự chế đã bơi qua sông Dnipro từ hữu ngạn sang tả ngạn và đầu hàng một cách có tổ chức trước quân đội nga ở vùng Kherson. Ria Novosti cũng đăng tải một đoạn video do máy quay ảnh nhiệt ghi lại thời điểm các binh sĩ Ukraine vượt sông vào ban đêm. Ngay khi lên bờ, cả bốn người này đều giơ tay đầu hàng và đợi binh sĩ nga đến. Những binh sĩ Ukraine cho biết họ đã sử dụng bè tạm làm từ chai nhựa rỗng để vượt sông Dnipro, khu vực chảy qua vùng Kherson. Trước khi đầu hàng, các binh sĩ này đã liên lạc trước với phía Nga thông qua một kênh đặc biệt. Việc băng qua sông Dnep được xem là hành động khá nguy hiểm bởi con sông này có đoạn rộng đến vài trăm mét. Trong cuộc xung đột Nga-Ukraine, UAV đã chứng minh là một vũ khí mạnh mẽ, khó ngăn chặn và hiệu quả về chi phí trong việc tìm kiếm và tiêu diệt mục tiêu. UAV hoạt động chính xác, kích thước nhỏ, có thể tấn công mục tiêu với số lượng tương đối lớn và chi phí sản xuất thấp. Sự phổ biến của UAV trong xung đột đã thúc đẩy các bên tìm ra giải pháp đối phó với chúng. The World Journal vừa mới đưa tin, Ukraine đang thử nghiệm một hệ thống giám sát điện tử treo trên khinh khí cầu, được thiết kế để phát hiện người điều khiển UAV của đối phương. Vũ khí mang tên Aero Azimuth do công ty Kvartus của Ukraine phát triển và đã được giới thiệu tại một triển lãm gần đây của Ukraine tập trung vào công nghệ đối phó với UAV. Phiên bản trên mặt đất của hệ thống mang tên Kvartus azimuth đã được triển khai trong lực lượng vũ trang ukraine afu nhưng đây là lần đầu tiên nó được đưa lên trên không khinh khí cầu được sản xuất bởi một công ty khác của ukraine mang tên arobavovna hệ thống aroazimut bao gồm bộ thiết bị điện tử khinh khí cầu một xe kéo có tời để phóng và thu hồi khinh khí cầu một hệ thống bình khí heli để bơm căng lớp vỏ cùng với các công cụ và thiết bị khác dùng để sửa chữa và bảo dưỡng aroazimut sử dụng thiết bị tình báo tín hiệu thụ động để phát hiện và sau đó định vị các tín hiệu tần số vô tuyến do người điều khiển máy bay không người lái phát ra để điều khiển máy bay của họ. Các tín hiệu này sẽ bao gồm các kênh truyền thông, đo từ xa và trao đổi dữ liệu. Thông tin mà Azimuth thu được sau đó có thể được chuyển tiếp đến quân đội theo thời gian thực để đưa ra hành động ngăn chặn phù hợp với người điều khiển UAV. Covertus cho biết Azimuth ban đầu được phát triển để đáp ứng yêu cầu tác chiến khẩn cấp UOR từ quân đội Ukraine về một hệ thống có thể phát hiện người điều khiển máy bay không người lái ở khoảng cách 14 km. Công ty cho biết bằng cách sử dụng hệ thống Azimuth gắn trên khí cầu bay cao từ 300 đến 700 m, phạm vi phát hiện có thể được mở rộng tới 60 km để tìm được vị trí chính xác. Theo Aerobanovna, khí cầu chứa đầy khí heli này có thể mang tải trọng 25 kg và có thể bay lơ lửng trong 7 ngày mà không cần bảo dưỡng hoặc nạp khí. Covertus cho biết, tính chất thụ động của thiết bị phát hiện Azimuth và cấu tạo của khinh khí cầu Arobavovna kết hợp với chuyển động rất hạn chế, có thể gây khó khăn cho đối thủ trong việc phát hiện và nhắm mục tiêu hệ thống. Tuy nhiên, vẫn có nguy cơ khí cầu bị phát hiện bằng mắt thường và bị bắn rơi. Ưu điểm lớn nhất của Aero Azimuth là khả năng cung cấp phạm vi phủ sóng 24 trên 7 trên một khu vực tương đối rộng, đặc biệt là nếu một số được sử dụng song song và kết hợp với các cảm biến mặt đất và vũ khí trinh sát khác. Ukraine hiện có vũ khí để tấn công từng máy bay không người lái, nhưng lại không có đủ số lượng để ngăn chặn nhiều máy bay không người lái cùng một lúc các phương tiện bổ sung để chống lại máy bay không người lái của đối phương như Aero Azimut, nhằm vào các đơn vị điều hành hoặc sở chỉ huy riêng lẻ, nơi hàng chục máy bay không người lái được điều khiển, được cho là sẽ giúp khôi phục lại sự cân bằng trong cuộc chiến UAV giữa hai nước. Ông David Arakhamia, lãnh đạo đảng cầm quyền của Tổng thống Volodymyr Zelensky tại Quốc hội, đã công bố danh sách các ứng cử viên sẽ đứng đầu các bộ của chính phủ Ukraine, cũng như các vị trí tại văn phòng Tổng thống Ukraine các nghị sĩ Ukraine đã không thu thập đủ số phiếu để thông qua đơn từ chức của người đứng đầu Quỹ Tài sản Nhà nước Vitaly Kovan và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tái hòa nhập Irina Vereshchuk. Trong khi đó, đơn từ chức của Ngoại trưởng Dmytro Kuleba vẫn chưa được xem xét. Nêu lý do cải tổ nội các sau khi Quốc hội chấp thuận đơn từ chức của các Bộ trưởng và Phó Thủ tướng, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết những thay đổi này sẽ mang lại nguồn năng lượng mới cho chính quyền của ông ông Zelensky nhấn mạnh, những bước đi này liên quan đến việc củng cố nhà nước của chúng ta trong nhiều lĩnh vực. Tại cuộc họp ở Kiev với Thủ tướng Ireland Simon Harris, việc cải tổ chính phủ Ukraine diễn ra vào thời điểm quan trọng trong cuộc xung đột hiện nay với việc Nga đang tăng cường không kích và liên tiếp tiến công ở Donbass. Vài tuần trước khi ông Zelensky dự kiến đến Mỹ, nơi kết quả của cuộc bầu cử vào tháng 11 có thể ảnh hưởng đến sự ủng hộ của Washington đối với Kiev. Các nhà phân tích cho rằng việc cải tổ chính phủ của Tổng thống Zelensky dường như không báo hiệu những thay đổi cơ bản trong chính sách đối nội hoặc đối ngoại. Theo ông Mikhailo Minakov, cố vấn cấp cao về Ukraine tại Viện Kenan thuộc Trung tâm Wilson, mặc dù một cuộc cải tổ đã được nhắc đến từ lâu, nhưng việc thực hiện nó vào lúc này cho thấy ông Zelensky thừa nhận Ukraine phải chuẩn bị cho một giai đoạn mới của cuộc xung đột, cũng như giai đoạn ngoại giao mới. Nhà phân tích chính trị người Ukraine, Yevhan Mada cho biết, Cuộc cải tổ có thể chứng kiến sự gia tăng ảnh hưởng của ông Yermak. Một số nhà phân tích khác cũng cảnh báo những thay đổi trong nội các có thể tập trung quyền lực hơn nữa vào tay tổng thống nếu ông bổ nhiệm những người trung thành và không muốn đối đầu với ông, hoặc người đứng đầu văn phòng tổng thống, Andriy Yermak. Một số nghị sĩ Ukraine nói rằng họ không biết về cuộc cải tổ cho đến khi họ đọc được tin tức từ các phương tiện truyền thông. Điều đó cho thấy vai trò suy yếu của quốc hội kể từ khi xung đột nổ ra. Động thái rõ ràng nhất là thay thế ngoại trưởng Dmytro Kuleba đây cũng là động thái nhạy cảm nhất vì vai trò của ông Kuleba trong việc vận động sự ủng hộ ngoại giao, cũng như nỗ lực nhằm đảm bảo Ukraine nhận được các vũ khí quan trọng từ phương Tây. Nghị sĩ Oleksandr Meresko, thành viên đảng cầm quyền của ông Zelensky, cũng đã phủ nhận việc cải tổ là để văn phòng tổng thống thắt chặt quyền kiểm soát đối với chính phủ. Quan chức này nhấn mạnh, lòng trung thành chỉ là một trong những tiêu chí và quyết định cuối cùng về sự thay đổi các vị trí trong nội các thuộc về quốc hội. Cuộc cải tổ nội các của Ukraine thu hút sự quan tâm đặc biệt vì nó diễn ra trong bối cảnh Nga gia tăng các cuộc tấn công bằng tên lửa vào các thành phố trên khắp Ukraine trong những tuần gần đây. Cuộc khủng hoảng năng lượng ngày càng trầm trọng và tình hình ở tiền tuyến phía đông ngày càng xấu đi. Theo ông Minakov, những thay đổi chính sách đã được tranh luận trong văn phòng tổng thống trong nhiều tháng, bao gồm việc xem xét lại chiến lược chính sách kinh tế của quốc gia. Việc sa thải gần đây đối với phó tránh văn phòng tổng thống Ukraine, Rostislav Shuma, người phụ trách chính sách kinh tế và năng lượng cho thấy có thể có những cách tiếp cận mới đối với các vấn đề liên quan đến sự ổn định của nền kinh tế. Một số nhà phân tích cho rằng các bộ trưởng mới có thể giúp chính phủ Ukraine giải quyết một số vấn đề khó khăn nhất, bao gồm cả tham nhũng. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dự kiến sẽ công bố bộ trưởng tư pháp mới ở thời điểm ông đang tìm cách cải tổ cơ quan nhà nước chịu trách nhiệm điều tra các vấn đề tham nhũng, Cục chống tham nhũng quốc gia Ukraine NABU. Trong khi đó, Oleksiy Honcharenko, nghị sĩ Đảng đối lập Đoàn kết châu Âu cho rằng việc cải tổ không thể mang lại những thay đổi tích cực vì chính phủ thiếu chiến lược chung. Hồi tháng 7, Euroclear, cơ quan thanh toán bù trừ, có trụ sở tại Bruxelles, Bỉ, xác nhận sẽ tịch thu tiền lãi được tạo ra từ các tài sản của Nga bị đóng băng mà tổ chức này nắm giữ và chuyển sang cho Ukraine. Thời điểm đó, Euroclear cho hay, Euroclear sẽ thực hiện khoản thanh toán đầu tiên trị giá 1,55 tỷ euro tới quỹ châu Âu cho Ukraine sau khi thực hiện quy định gần đây của EU liên quan tới các khoản đóng góp bất ngờ. Việc chuyển tiền lãi từ tài sản Nga bị đóng băng cho Ukraine diễn ra sau nhiều tháng thảo luận giữa các quốc gia EU và G7. Vừa qua, một tin vui khác tiếp tục đến với Ukraine. Theo European Pravda, dẫn nguồn từ cơ quan báo chí Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, cơ quan mua sắm quốc phòng của Bộ Quốc phòng đã ký kết hợp đồng đầu tiên về việc mua đạn dược bằng cách sử dụng số tiền gây quỹ qua nền tảng United24 với tổng trị giá khoảng 1,34 triệu đô la Mỹ. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Dmitry Klimenkov lưu ý, đây là một bước quan trọng trong việc tăng cường khả năng phòng thủ của quân đội chúng tôi qua các nguồn tài trợ mới. Vào tháng 5, chính phủ đã cho phép chuyển tiền cho các cơ quan mua sắm của Bộ Quốc phòng từ một tài khoản đặc biệt để hỗ trợ lực lượng vũ trang Ukraine được mở để thu hút các khoản đóng góp tự nguyện qua United24. Kinh phí theo thỏa thuận với Bộ Quốc phòng có thể được chuyển ra cho các cơ quan để thực hiện mua sắm quốc phòng. Nền tảng gây quỹ United 24 là kênh chính để quyên góp ủng hộ Ukraine. Sau hơn 28 tháng hoạt động, nhờ sự quyên góp từ hơn 110 quốc gia, quỹ đã nhận được hơn 678 triệu đô la Mỹ. Cũng là một khoản tiền quyên góp khác, nhưng đáng tiếc là Ukraine đã không nhận được nó. Hồi tháng 3, Thủ tướng Ukraine Denis Mihan cho biết, hai sự kiện gây quỹ ủng hộ Kiev diễn ra ở Ba Lan năm 2022 đã huy động được hơn 16 tỷ euro tức khoảng hơn 17,4 tỷ đô la Mỹ. Ông Smihan nói, Ukraine chưa nhận được bất cứ khoản nào từ quỹ này. Đây là số tiền do Ba Lan cùng Ủy ban châu Âu quyên góp để hỗ trợ Ukraine. Không rõ nó đã đi đâu, dùng để ủng hộ điều gì. Tháng 4 năm 2022, hai tháng sau khi Nga mở chiến dịch ở Ukraine, lãnh đạo Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen thông báo sự kiện hỗ trợ toàn cầu cho người tị nạn Ukraine ở Warsaw đã quyên góp được 10,1 tỷ euro. Chính phủ Ba Lan khi đó cũng tuyên bố một sự kiện khác diễn ra ở Warsaw đã huy động được hơn 6,3 tỷ euro để giúp đỡ Ukraine. Bloomberg dẫn nguồn thạo tin cho biết Quỹ tiền tệ quốc tế IMF dự kiến gia tăng sức ép lên chính phủ Ukraine để bù đắp tình trạng thiếu hụt ngân sách của nước này nhằm tiếp tục nhận viện trợ. Một nhóm làm việc của IMF dự kiến đến Kiev vào cuối tuần này để xem xét liệu chính phủ có đạt được các mục tiêu bao gồm cắt giảm lãi suất, tăng cường nỗ lực tăng thuế và phá giá tiền tệ hay không. Động thái này là cần thiết để xem Ukraine có nhận được khoản vay 1,1 tỷ đô la Mỹ tiếp theo từ chương trình cho vay 15,6 tỷ đô la Mỹ của IMF hay không. Phá giá đồng tiền hay còn gọi là phá giá tiền tệ là việc giảm giá trị của đồng nội tệ so với các loại ngoại tệ mà chính phủ cam kết duy trì trong chế độ tỷ giá hối đoái cố định. Tài chính nhà nước Ukraine được hỗ trợ bởi khoảng 122 tỷ đô la Mỹ viện trợ quốc tế từ Mỹ EU và IMF. Tuy nhiên, hồi tháng 8, thủ tướng Ukraine Denis Mihan cho biết Kyiv vẫn phải đối mặt với khoản thâm hụt ngân sách 15 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025 mà vẫn chưa được bù đắp bằng các cam kết tài chính từ các chủ nợ. Theo các nguồn tin, nhằm giúp thu hẹp thâm hụt, IMF đang lên kế hoạch hối thúc Ngân hàng Quốc gia Ukraine phá giá đồng hryvnia và nới lỏng chính sách tiền tệ trong bối cảnh lạm phát ở mức vừa. Các biện pháp này dự kiến thúc đẩy nguồn thu ngân sách của Ukraine bằng đồng nội tệ và làm cho việc vay mượn của Bộ Tài chính trở nên khả thi hơn. Tuy nhiên, Ngân hàng Trung ương Ukraine đã phản đối việc giảm giá thêm đồng tiền quốc gia, vốn đã mất hơn 30% so với đồng đô la Mỹ kể từ khi xung đột Ukraine leo thang vào tháng 2 năm 2022. Tháng 10 năm 2023, Ngân hàng Trung ương Ukraine đã nới lỏng tỷ giá hối đoái cố định như một phần của kế hoạch mở rộng hơn nhằm hỗ trợ nền kinh tế. Các nguồn tin cho biết việc khiến đồng tiền suy yếu hơn nữa sẽ thách thức khả năng duy trì sự ổn định giá cả của ngân hàng trung ương. Bên cạnh đó, IMF còn chỉ trích nỗ lực tăng thuế của Kiev là quá nhân nhượng và kêu gọi chính quyền xem xét tăng phạm vi thuế rộng hơn. Các nguồn tin tiết lộ việc tăng thuế giá trị gia tăng từ mức 20% hiện tại là một trong những đề xuất tiềm năng của IMF. Những đề xuất của IMF còn được cho là nguyên nhân khiến các quan chức Kiev lo ngại vì đồng tiền mất giá cùng với thuế cao sẽ gây tổn hại về danh tiếng chính trị trong bối cảnh Ukraine gặp khó khăn trước vấn đề huy động quân lực thời chiến, vấn nạn tham nhũng trong chính phủ, tình trạng mất điện liên miên và giá năng lượng tăng cao. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova vừa bình luận về việc Mỹ truy tố hai nhân viên và áp trừng phạt với tổng biên tập Margarita Simonian cùng phó tổng biên tập Elizaveta Broskaya của đài Nga RT. Đây rõ ràng là chiến dịch thông tin họ chuẩn bị từ lâu và cần phải tung ra trước thềm cuộc bầu cử. Bà Zakharova cho rằng chính quyền Mỹ muốn khơi dậy nỗi sợ hãi trong cử tri, khiến họ nhìn nhận về Nga như một kẻ thù. Bà nói, khi chính quyền dùng đến những cách thức thô sơ như vậy để tác động đến cử tri của họ, thì đây chính là sự suy tàn của nền dân chủ tự do. Phát ngôn viên khẳng định, Nga tất nhiên đang chuẩn bị đáp trả động thái của Mỹ, cảnh báo thêm rằng phản ứng của Moscow sẽ khiến mọi người run sợ. Chúng tôi cảnh báo rằng những nỗ lực trục xuất các nhà báo nga khỏi lãnh thổ Mỹ tạo ra các điều kiện không thể chấp nhận được cho công việc của họ hoặc bất kỳ hình thức cản trở nào khác, bao gồm cả việc sử dụng các công cụ liên quan đến visa sẽ trở thành cơ sở để chúng tôi thực hiện biện pháp trả đũa đối xứng hoặc bất đối xứng với truyền thông Mỹ. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ Merrick Garland vừa nêu chi tiết những hành động do Bộ Tư pháp thực hiện, bao gồm việc truy tố hai nhân viên người nga của Đài ERT. Bộ này cáo buộc ông Konstantin Kalashnikov và bà Elena Afanasieva đã tài trợ điều hành một công ty sản xuất tại bang Tennessee của Mỹ. Công ty này đã xuất bản các video tiếng Anh trên các nền tảng mạng xã hội nhằm làm gia tăng chia rẽ trong nước Mỹ. Ông Kalashnikov và bà Afanasieva đối mặt với mức án tối đa 5 năm tù với cáo buộc vi phạm FARA và 20 năm tù với cáo buộc rửa tiền. Tuy nhiên, hai người này đang ở Nga và có thể sẽ không bao giờ phải ra tòa tại Mỹ. Bộ Tài chính Mỹ cũng đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với INO Dialog, tổ chức phi lợi nhuận của Nga, giúp điều hành mạng lưới Doppelganger và tổng biên tập của đài RT Margarita Simonian cùng nhân viên của bà. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra phần thưởng trị giá 10 triệu đô la Mỹ đối với thông tin liên quan đến can thiệp của nước ngoài vào cuộc bầu cử Mỹ. Bộ này thông tin thêm, họ đang tìm kiếm thông tin về nhóm Russian Angry Hacker Did It, hay RAHDIT hãng RT bác cáo buộc của giới chức Mỹ và gọi đó là những lời xáo rỗng cũ dích. Hầu hết các phương tiện truyền thông Mỹ đã cắt giảm hoặc rút nhân viên khỏi Nga sau khi Moscow mở chiến dịch ở Ukraine từ tháng 2 năm 2022. Nga hồi tháng 7 kết án Ivan Geskovich, nhà báo thuộc tờ Wall Journal, vì tội làm gián điệp cho tình báo Mỹ. Geskovich đã được trả tự do nhờ cuộc trao đổi tù nhân hồi tháng 8. Trong cuộc họp báo gần đây, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller tuyên bố sự ủng hộ của Washington dành cho Ukraine chính là phản ứng đối với kế hoạch quân sự Nga đã phát động ở Ukraine. Ông Miller nói, nếu muốn các hành động chống lại binh sĩ Nga chấm dứt, thì cách hiệu quả nhất là Nga chấm dứt xung đột và rút quân khỏi Ukraine. Ông Mueller đưa ra tuyên bố trên sau khi được một phóng viên yêu cầu bình luận về phát ngôn của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trước đó trước đó khi được hỏi về khả năng mỹ sẽ cung cấp tên lửa tầm xa cho ukraine ngoại trưởng nga sergei lavrov cảnh báo washington không nên đùa dỡn với làm danh đỏ của nga theo ông lavrov mỹ đang mất đi trạng thái kiềm chế lẫn nhau với nga kể từ thời kỳ chiến tranh lạnh ngoại trưởng nga khẳng định điều này rất nguy hiểm ông lavrov đưa ra bình luận trên trước thông tin washington đang tiến gần tới thỏa thuận cung cấp tên lửa tầm xa jasm cho ukraine tấn công vào lãnh thổ nga Ông Lavrov trả lời phỏng vấn trên truyền hình Nga rằng tôi sẽ không ngạc nhiên về bất kỳ điều gì. Người Mỹ vốn đã vượt qua ranh giới mà chính họ đặt ra cho mình. Họ đang bị xúi dục. Ông Zelensky chắc chắn nhìn ra điều này và đang lợi dụng nó. Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh, nhưng họ, tức là người Mỹ, phải hiểu rằng họ đang đùa dỡn với các làn danh đỏ của chúng ta. Họ không nên đùa dỡn với những ranh giới của chúng ta. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Nga vẫn tin tưởng rằng tại Washington vẫn còn những người biết suy nghĩ có tầm ảnh hưởng đáng kể biết xét tới lợi ích của Mỹ để đưa ra quyết định phù hợp liên quan đến vấn đề Ukraine. Ông Lavrov nói rằng Washington biết giới hạn nằm ở đâu, nhưng sẽ sai lầm nếu tin rằng chủ yếu châu Âu phải gánh chịu hậu quả của bất kỳ sự leo thang nào trong cuộc xung đột ở Ukraine. Đây là lần thứ hai trong hơn một tuần, ông Lavrov cảnh báo Mỹ rằng chiến tranh thế giới thứ ba sẽ không chỉ giới hạn ở châu Âu. Điện Kremlin cho biết Nga đang thực hiện những thay đổi đối với học thuyết hạt nhân của mình vì Washington và các đồng minh đe dọa Nga bằng cách gia tăng căng thẳng xung đột ở Ukraine và xâm phạm lợi ích an ninh chính đáng của Moscow. Theo hãng tin RBC Ukraine cho biết, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gần đây đã tuyên bố rằng không có làn danh đỏ nào như trên đối với Nga. Ông Zelensky cho rằng khái niệm này đã sụp đổ sau khi các lực lượng Ukraine bắt đầu kiểm soát một số khu vực thuộc tỉnh Kursk của Nga sau khi bất ngờ đột nhập tỉnh này vào đầu tháng 8 vừa qua. Chuyển sang những vấn đề nóng đang diễn ra trên thế giới, chúng tôi xin được tiếp tục gửi đến quý vị những cập nhật mới nhất sau đây. Trả lời phỏng vấn báo Yomiuri, Nhật Bản, ông Karim Khan, người đứng đầu văn phòng công tố của Tòa án Hình sự Quốc tế ICC, bày tỏ lo ngại về các áp lực lên tòa từ Mỹ liên quan đến việc điều tra các cuộc tấn công của Israel tại giải Gaza, cũng như nhiều thành viên của tòa bị những người ủng hộ Nga và Israel đe dọa. Tháng 5 vừa qua, ông Karim Khan cho biết đã đề nghị ICC bắt giữ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Bộ trưởng Quốc phòng Joab Galan cũng như các thủ lĩnh hàng đầu của phong trào Hồi giáo Hamas vì những hành động của họ trong cuộc xung đột kéo dài hơn 7 tháng qua tại Gaza. Thời điểm đó, cả chính phủ Israel và phong trào Hồi giáo Hamas đều chỉ trích và phản đối yêu cầu của trưởng công tố ICC. Tháng 6, Hạ viện Mỹ đã thông qua một dự luật với đa số phiếu nhằm áp đặt lệnh trừng phạt lên các quan chức của tòa này. Dự luật sẽ trở thành luật khi được Thượng viện Mỹ thông qua và được Tổng thống Mỹ ký. Liên quan đến xung đột Nga-Ukraine, tháng 3 năm 2023, ICC đã phát lệnh bắt Tổng thống Nga Vladimir Putin và Ủy viên về quyền trẻ em Liên bang Nga, bà Maria Lvova Belova. ICC đã gây áp lực lên Mông Cổ, một quốc gia thành viên phải bắt giữ ông Putin khi ông đến thăm Mông Cổ ngày mùng 2 tháng 9. Tuy nhiên Mông Cổ đã chào đón nhà lãnh đạo Nga bất chấp yêu cầu. Một phát ngôn viên của chính phủ Mông Cổ trả lời trang Politico qua thư điện tử rằng Mông Cổ nhập khẩu 95% các sản phẩm dầu mỏ và hơn 20% điện từ các khu vực lân cận của chúng tôi. Nguồn cung cấp này rất quan trọng để đảm bảo sự tồn tại của đất nước và người dân. Mông Cổ luôn duy trì chính sách trung lập trong mọi mối quan hệ ngoại giao như đã thể hiện trong các tuyên bố của chúng tôi cho tới nay. Ông Khan cho biết nhiều quan chức ICC đang phải chịu nhiều lời đe dọa từ những người ủng hộ Nga và Israel. Theo ông Khan, các kiểu tấn công hay đe dọa này đang hủy hoại và làm sói mòn một thể chế pháp lý đã được xây dựng từ Thế chiến thứ hai và điều này có khả năng là sự kết thúc đối với tòa án hình sự quốc tế. Ông Khan gọi ICC là đứa con của Nhật Bản, một trong những nước tài trợ lớn nhất cho ICC đồng thời kêu gọi Nhật Bản hợp tác trong việc tác động đến Mỹ. Đội ngũ tranh cử của ứng cử viên tổng thống Đảng Dân chủ Kamala Harris đã chấp nhận các quy tắc trong cuộc tranh luận vào tuần tới với ứng cử viên Donald Trump của Đảng Cộng hòa, bao gồm cả việc tắt tiếng micro khi chưa đến lượt phát biểu. Một nguồn thạo tin giấu tên cho biết, ban vận động tranh cử của bà Harris vẫn hy vọng có những khoảnh khắc mà đài truyền hình ABC News, đơn vị đăng cai tổ chức cuộc tranh luận vào ngày 10 tháng 9 tới, buộc phải bật micro để các ứng cử viên trả lời đối thủ. Cuối tuần qua, Phó Tổng thống Harris đã kêu gọi cựu Tổng thống Trump tranh luận với bà bằng cách bật micro trong suốt sự kiện. Chiến dịch tranh cử của bà Harris nêu lý do rằng điều này sẽ cho phép hoàn toàn cuộc trao đổi thực chất giữa các ứng cử viên. Trong khi đó, chiến dịch tranh cử của ông Trump thúc đẩy việc tắt micro Cuộc tranh luận kéo dài 90 phút và có hai lần nghỉ quảng cáo được điều hành bởi hai người điều phối, người dẫn chương trình David Muir và Lindsay Davis. Đây cũng là người duy nhất đặt câu hỏi. Cuộc tranh luận không có khán giả trong phòng. Cựu Tổng thống Trump từng đe dọa rút khỏi cuộc tranh luận vì không được trao cơ hội công bằng. ABC News cho biết thêm những quy tắc khác đã thống nhất với hai bên bao gồm không có tuyên bố mở đầu và tuyên bố bế mạc chỉ kéo dài 2 phút cho mỗi ứng viên. Ứng viên đứng sau bục suốt thời gian tranh luận không được phép mang đạo cụ và ghi chú viết sẵn lên sân khấu, không chia sẻ trước chủ đề hoặc câu hỏi và ứng viên không được phép đặt câu hỏi cho nhau. Bà Harris và ông Trump có cơ hội trả lời câu hỏi trong 2 phút, phản bác trong 2 phút và làm thêm 1 phút để theo dõi, làm rõ hoặc trả lời. Ứng cử viên Phó Tổng thống của Đảng Dân Chủ Tim Walz và ứng cử viên Phó Tổng thống của Đảng Cộng Hòa j Vance cũng đã đồng ý tranh luận vào ngày mùng 1 tháng 10 tới trên đài truyền hình CBS News. Trong khi đó, Chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump cho biết, cựu tổng thống Trump và đảng của ông đã huy động được 130 triệu đô la Mỹ trong tháng 8 và kết thúc tháng này với 295 triệu đô la Mỹ tiền mặt trong quỹ. So với mức của tháng 7, hoạt động gây quỹ trong tháng 8 yếu hơn một chút khi chiến dịch tranh cử của ông Trump huy động được 138,7 triệu đô la Mỹ. Tính đến cuối tháng 7, chiến dịch tranh cử của ông Trump có 327 triệu đô la Mỹ tiền mặt trong tay. Còn bên phía bà Harris vẫn chưa công bố số liệu gây quỹ chính thức của Đảng Dân chủ trong tháng 8. Trong tháng 7, chiến dịch tranh cử của bà Harris tuyên bố rằng họ đã huy động được tổng cộng 310 triệu đô la Mỹ. Sự thăng tiến của bà Harris đã tiếp thêm sinh lực cho chiến dịch tranh cử của Đảng Dân chủ, vốn nghi ngại về cơ hội của tổng thống Joe Biden do vấn đề tuổi tác và sức khỏe. Các cuộc thăm dò cho thấy ông Trump đã tạo được lợi thế trước ông Biden, kể cả ở các bang chiến trường, nhưng sự hiện diện bất ngờ của bà Harris đã khiến kết quả các cuộc thăm dò trở nên xít sao hơn. Khi cuộc tranh luận Tổng thống ngày 10 tháng 9 đang cận kề, ông Donald Trump và bà Kamala Harris đều đang nỗ lực để giành được thêm sự ủng hộ từ cử tri, đặc biệt là nhóm cử tri thuộc Gen Z từ 18 đến 27 tuổi. Theo một số báo cáo, khoảng 41 triệu cử tri thuộc nhóm này được cho là sẽ tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tháng 11 sắp tới trong khi bà Harris chủ yếu tiếp cận cử tri trẻ tuổi thông qua những người có sức ảnh hưởng thì ông Trump lại có cách làm khác. Mới đây, ông Trump tiết lộ rằng cậu con trai 17 tuổi Barron Trump của ông chính là vũ khí bí mật giúp ông giành thêm sự ủng hộ từ nhóm cử tri Gen Z. Ông Trump nói, tôi không biết nhiều về Gen Z nhưng con trai tôi thì có, Barron sẽ giúp tôi kết nối với họ, đó quả là một thành công to lớn. Những phát biểu trên của cựu Tổng thống xuất hiện trong một buổi phát trực tiếp với streamer Twitch và biểu tượng Gen Z Adin thu hút gần 600.000 lượt xem. Trước đó, ông chủ cũ của Nhà Trắng cũng tham gia một cuộc phỏng vấn khác với tỷ phú Elon Musk trên x và xuất hiện trên podcast The Past Weekend của diễn viên hài Theo Von. Điều này mở ra cánh cửa mới cho ông Trump trong việc tiếp cận với nhóm cử tri này. Sự hiện diện của ông Trump trên các nền tảng mạng xã hội cũng được đẩy mạnh. Việc sở hữu mạng xã hội riêng trước cho phép ông truyền tải thông điệp trực tiếp đến người ủng hộ mà không bị kiểm duyệt, đồng thời tạo ra một cộng đồng riêng nơi những người ủng hộ ông có thể tự do bày tỏ quan điểm. Chưa dừng lại ở không gian mạng, ông Trump còn tích cực tham gia các sự kiện thể thao và văn hóa dành cho giới trẻ như UFC 302. Sự kiện UFC 302 cũng là nơi ông Trump tận dụng sức mạnh của TikTok để kết nối với giới trẻ. Ông xuất hiện trong một video cùng với CEO UFC Dana White và bày tỏ rằng việc tham gia TikTok là vinh dự của ông. Theo cuộc thăm dò bầu cử mới nhất của Survey USA, đối với nhóm cử tri trong độ tuổi 18 đến 34 tuổi, ông Trump dẫn trước bà Harris 4 điểm phần trăm. Một cuộc khảo sát tương tự cũng cho thấy 87% cử tri trong nhóm nhân khẩu học này chắc chắn hoặc có khả năng sẽ bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tháng 11 tới. Các nhà quan sát nhận định đây là một tin vui với cựu Tổng thống sau nhiều tháng thường xuyên xếp sau bà Harris trên các bảng xếp hạng cựu Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống Kamala Harris sẽ tham gia tranh luận trên ABC News vào 21 giờ ngày 10 tháng 9 theo giờ địa phương. Thưa quý vị, chuyển sang những vấn đề nóng đang diễn ra liên quan đến xung đột Israel-Hamas. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những cập nhật mới nhất tiếp theo sau đây. Thông cáo của lực lượng phòng vệ Israel IDF trên mạng xã hội X viết rằng coi báo động không kích đã được kích hoạt ở các khu vực Mankia, Ramut Naftali, Kiryat Shmona và Beit Hilen sau khi hàng chục quả tên lửa xâm nhập không phận nước này. Thông cáo IDF viết khoảng 65 tên lửa từ Liban bắn về phía Israel. Các đơn vị phòng không đã thành công bắn hạ một số quả, trong khi nhiều tên lửa rơi xuống những nơi không người. Nhiều tên lửa đã rơi trong địa phận thành phố Kiryat Shmona. Nhiều quả tên lửa của Hezbollah đã bị hệ thống phòng không vòm sắt của Israel đánh chặn. Số còn lại chủ yếu rơi vào các khu vực chống trải, và không gây ra bất kỳ thương vong nào tuy nhiên theo một số đoạn video công bố trên mạng xã hội đòn tấn công tên lửa của hezbollah đã khiến một ngôi nhà bị hư hại và gây ra một số đám cháy trong thành phố kiryat mona quân đội israel đã đáp trả cuộc tấn công bằng nhiều đợt không kích vào các mục tiêu của hezbollah trong đó có các bệ phóng tên lửa ở hai khu vực konin và Kabrika phía nam liban trước đó máy bay chiến đấu israel cũng đánh phá dữ dội các mục tiêu Hezbollah ở các khu vực Zipkin, Khiam và Aita Asab. Nhóm vũ trang Hezbollah ở Liban đã lên tiếng nhận trách nhiệm cho loạt đòn tấn công tên lửa trên, đồng thời khẳng định mục tiêu của họ là các vị trí quân sự của Israel. Theo một số nhà phân tích Ả Rập, việc Hezbollah mở lại các đòn tập kích tên lửa quy mô lớn vào Israel có thể là thông điệp cho thấy nhóm này sẵn sàng gia tăng các cuộc tấn công xuyên biên giới, gây hậu quả nghiêm trọng cho phía Israel, đồng thời trấn an các đồng minh về năng lực tấn công của Hezbollah sau đòn không kích phủ đầu chưa từng có của Israel vào Liban hồi cuối tháng 8 vừa qua. Căng thẳng dọc biên giới Liban Israel gia tăng sau khi xung đột giữa Hamas và Israel bùng nổ ngày mùng 7 tháng 10 năm ngoái. Tuy nhiên, tình hình càng trở nên căng thẳng hơn nữa sau khi một thủ lĩnh của Hezbollah thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel nhằm vào các mục tiêu của Hezbollah tại biên giới Liban các cuộc tấn công qua lại giữa hai bên ngày càng tăng, khiến cộng đồng quốc tế lo ngại về nguy cơ xung đột lan rộng khu vực. Theo báo cáo Y tế và An ninh Liban, kể từ khi bắt đầu cuộc đối đầu với lực lượng Israel ở biên giới, có hàng trăm thành viên của nhóm vũ trang này đã thiệt mạng. Kênh 12 của Israel mới đây đã đưa tin Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã chỉ thị lực lượng phòng vệ Israel IDF chuẩn bị cho khả năng họ sẽ phải tiếp quản việc phân phối viện trợ nhân đạo tại Gaza từ các tổ chức quốc tế. Theo đó, thủ tướng Netanyahu gần đây chỉ thị IDF thực hiện công tác nhân sự cần thiết để xem xét hậu cần, cơ chế hoạt động và nhân lực cho nhiệm vụ đến nay vẫn do các tổ chức viện trợ quốc tế thực hiện. Thủ tướng Netanyahu trong cuộc họp báo mới đây nói rằng Israel đang đến gần với việc giải thể Hamas về mặt vũ trang. Ông Netanyahu khẳng định: "Chúng ta vẫn cần tước đi khả năng cai trị của họ." Điều đó có nghĩa là cần tìm một giải pháp thay thế cho toàn bộ hoặc một phần đáng kể việc phân phối viện trợ nhân đạo. Chúng tôi đang nghiên cứu điều đó và sẽ thực hiện được vì đó là một phần của sau này. Kênh 12 cho biết, trong các cuộc tham vấn gần đây, Tổng tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ Israel IDF, Trung tướng Hery Halevi đã phản đối việc IDF đảm nhận vai trò phân phối viện trợ, coi công việc này không phù hợp với quân đội. Tướng Halevi cảnh báo rằng điều đó sẽ khiến binh lính gặp rủi ro không cần thiết và công việc đó chính xác là những gì các tổ chức quốc tế được thành lập để thực hiện. Kênh 12 lưu ý rằng ý tưởng này đã được nêu ra trong quá khứ nhưng cuối cùng bị loại bỏ. Động thái như vậy cũng sẽ gây tác động đến luật pháp quốc tế vì nó khiến Israel ngày càng phải chịu trách nhiệm về giải Gaza. Đáng chú ý, thủ tướng Netanyahu cũng bày tỏ quyết tâm duy trì quyền kiểm soát quân sự của Israel đối với hành lang Philadelphia dọc biên giới Gaza Ai Cập. Điều này kết hợp với viễn cảnh IDF phân phối hàng viện trợ sẽ đẩy Israel tiến sâu hơn vào việc quản lý quân sự đối với Gaza. Kênh 12 bổ sung rằng theo ước tính của IDF, việc quản lý quân sự toàn diện đối với Gaza sẽ khiến Israel mất khoảng 40 tỷ NIS tương đương gần 11 tỷ đô la Mỹ hàng năm. Phản hồi thông tin từ truyền thông, văn phòng người phát ngôn của IDF cho biết họ không bình luận về các cuộc thảo luận kín và IDF sẽ thực hiện các quy định do giới lãnh đạo chính trị đưa ra. Song song với những biến động trên chính trường thế giới, quay trở lại với những diễn biến liên quan xung đột nga ukraine. Thưa quý vị, trên các mặt trận giao tranh giữa hai bên vẫn đang diễn ra khốc liệt. cả nga và ukraine đều cố gắng vận dụng những điểm mạnh của mình để công phá vào yếu điểm của đối phương. Bên cạnh đó, vấn đề viện trợ cho kiev cũng đang nóng dần lên với những chuyển biến mới. Mời quý vị tiếp tục theo dõi. Newsweek dẫn nguồn tin từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK của Mỹ cho biết các lực lượng Nga đã tiếp tục tiến công về phía thành phố Pokrovsk. Các blogger quân sự ủng hộ Moscow cho biết quân đội Nga đang cố gắng bao vây hoặc khoanh vùng các lực lượng Ukraine tại Vuleda. Vuleda nằm cách Pokrovsk khoảng 40 dặm về phía nam là một trung tâm hậu cần mà việc chiếm được sẽ mang lại lợi ích lớn cho Nga. Kênh tình báo nguồn mở Ukraine Deep State cho biết thị trấn Prechistivka hiện đang bị Nga chiếm đóng trong khi kênh Telegram Cationic đăng tải rằng sự tiến công này như một sự mở đầu cho việc bao vây Vuleda bằng chiến thuật kép. Cụ thể, Nga đã triển khai các chiến dịch tấn công từ nhiều hướng để kẹp chặt các lực lượng Ukraine ở Donetsk. Hình thức tấn công này bao gồm việc tiến công đồng thời từ hai hoặc nhiều phía để làm cho các đơn vị đối phương bị mắc kẹt hoặc bị cắt đứt khỏi các nguồn tiếp tế và đường rút lui. Đội ngũ tình báo xung đột ủng hộ Ukraine cho biết các lực lượng Ukraine ở phía tây của làng Devenske đang có nguy cơ bị bao vây, đồng thời cho rằng họ nên rút lui trước khi các lực lượng Nga cắt đứt các tuyến tiếp tế và đường rút lui của họ. Cựu trưởng văn phòng Bộ Quốc phòng Đức Nikolaj nói với Newsweek rằng những gì chúng ta thấy ở Pokrovsk là kết quả của nỗ lực huy động rất muộn và không đủ đã bị trì hoãn về mặt chính trị ở Ukraine. Việc không huy động đủ quân đã gây ra một vấn đề lớn trong việc phòng thủ xung quanh Pokrovsk. Trong khi đó, trang tin Kiev Independent mới đây cho biết, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Shishky mới đây đã thừa nhận về tình hình khó khăn tại tiền tuyến Donetsk. Ông Shishky cho biết tình hình vẫn đang rất phức tạp. Thành phố Pokrovsk vẫn là nơi ghi nhận nhiều cuộc giao tranh nhất trên khắp mặt trận khi Nga mở 34 cuộc tập kích ở đây nhằm chiếm lợi thế ở Donetsk. Theo giới quan sát, Ukraine sẽ rơi vào thế khó nếu để mất quyền kiểm soát Pokrovsk. Khi đó, Nga sẽ có cơ hội để tiến sâu hơn nữa vào các khu vực chiến lược nhằm hướng tới mục tiêu kiểm soát toàn bộ vùng Donbass. Trước đó, nguồn tin của Forbes tiết lộ rằng Ukraine đang khẩn trương triển khai lữ đoàn Kradak tới Pokrovsk để tăng cường phòng thủ. Lữ đoàn này có quy mô khoảng 2.000 người, là một trong những lực lượng tình nguyện nhất của Kiev. Kiev mới đây cho biết quân đội Nga đã tấn công các cơ sở năng lượng và cơ sở hạ tầng quan trọng tại chiến khu vực của Ukraine chỉ trong vòng 24 giờ. Cụ thể, Bộ Năng lượng Ukraine thông báo trên Telegram rằng các cơ sở năng lượng ở khu vực phía tây Lviv, Sumy và Kharkov ở phía đông bắc, Donetsk và Dnipropetrovsk ở phía đông và Mykolaiv ở phía nam đã bị tấn công. Bộ không cung cấp thêm thông tin chi tiết về quy mô thiệt hại đối với lưới điện, vốn đã bị tàn phá kể từ khi xung đột bùng phát. Công ty điện lực Ukraine cho biết đã phải tăng cường cắt điện luân phiên. Không quân Ukraine tuyên bố đã bắn hạ 7 trong số 13 tên lửa và 22 trong số 29 máy bay không người lái do Nga phóng trong cuộc không kích mới nhất. Ngoài các cơ sở năng lượng, nhiều cơ sở hạ tầng quan trọng khác của Ukraine cũng đã bị tên lửa Nga nhắm mục tiêu ở các khu vực phía Tây Ivano-Frankivsk, Tenopin và Volin, cách xa các mặt trận chính ở phía Đông và phía Nam Ukraine. Đây là các đợt tấn công mới nhất giữa hai bên nhằm vào hạ tầng năng lượng của nhau, gây ra các đợt cắt điện khắp Ukraine và làm dấy lên viễn cảnh về một mùa đông ảm đạm cho người dân. Theo các nhà ngoại giao và các quan chức, các cuộc tấn công diễn ra chỉ vài tuần sau khi hai bên được cho là sắp đạt được thỏa thuận ngừng tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng. Theo thông tin từ The Washington Post, cuộc đàm phán bí mật giữa hai bên có thể ngăn chặn chính những cuộc tấn công kiểu này nhưng đã bị phá hỏng khi Ukraine đưa quân vào tỉnh Kursk của Nga. Sau đó, hai bên đã tiếp tục anh tạc các nhà máy điện và nhà máy lọc dầu của nhau. Những cuộc tấn công nói trên cũng diễn ra khi Ukraine đang hối thúc các nước dỡ bỏ các hạn chế sử dụng vũ khí tầm xa mà nước này đã nhận được từ các nước phương Tây để có thể tấn công nhiều mục tiêu hơn bên trong lãnh thổ Nga, đặc biệt là các khu tập kết chuẩn bị cho các cuộc không kích. Một số nước đã ủng hộ lời kêu gọi của Ukraine. Người phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu EU, ông Joseph Borrell đã đồng tình với việc dỡ bỏ các hạn chế này khi Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba tới thăm Bruxelles. Ông Borrell nói, vũ khí mà chúng tôi cung cấp cho Ukraine phải được sử dụng hoàn toàn và các hạn chế phải được dỡ bỏ để người Ukraine có thể tấn công vào những nơi mà Nga đang đánh bom họ. Nếu không, vũ khí sẽ trở nên vô dụng. Trong một phát biểu qua video vừa được đăng tải, sau khi đề cập đến các báo cáo tiền tuyến do Tổng tư lệnh quân đội, tướng Oleksandr Shishky trình bày, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky cho hay, quân đội nước này đang hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao trong các hoạt động ở tỉnh Kursk của Nga, Tổng thống Zelensky nói: "Điều rất quan trọng là tất cả các mục tiêu đặt ra cho hoạt động Kursk của chúng ta đều được hiện thực hóa." Vừa qua theo Reuters, Ukraine đã quyết định sơ tán bắt buộc trẻ em khỏi một số khu định cư ở tỉnh Donetsk với lý do an ninh. Cơ quan báo chí của Bộ Tái hòa nhập các vùng lãnh thổ bị tạm chiếm thông báo: "Khu vực sơ tán bắt buộc sẽ mở rộng thêm 30 khu định cư tại Donetsk do quân đội Ukraine kiểm soát." chính quyền Ukraine đã thiết lập hai cơ sở tiếp nhận người sơ tán, đồng thời kêu gọi người dân tại các thành phố trong tỉnh này di rời. Cùng thời điểm, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga thông báo đã kiểm soát thêm hai khu định cư Kakovka và Prechistovka trên đường tới thành phố chiến lược Pokrovsk tại Donetsk. Trước đó, trong một bài phát biểu khi tới thăm Tuva, Tổng thống Liên bang Nga, ông Vladimir Putin cho rằng sự thách thức của Kiev ở Kursk đã không ngăn được quân đội nước này tiến vào khu vực Donetsk của Ukraine theo Tổng thống Putin, các lực lượng của Liên bang Nga đang giành lại lãnh thổ ở Donbass theo km vuông và lực lượng xâm nhập của Ukraine ở khu vực Kursk sẽ bị xử lý. Trong khi đó, đề cập đến khả năng Ukraine được mời gia nhập NATO, Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba nói trong cuộc phỏng vấn Tôi thấy rõ cơ hội để điều đó xảy ra trước hội nghị thượng đỉnh NATO tiếp theo tại Hà Lan vào năm 2025. Ông Kuleba nói thêm, đối với chúng tôi, vấn đề về lời mời vẫn còn trên bàn đàm phán. Chúng tôi đang đưa vấn đề này ra thảo luận với các đồng minh của mình, trước hết là với Mỹ. Ông chỉ ra rằng lời mời gia nhập NATO sẽ gửi đi tín hiệu về sự rõ ràng và chắc chắn về mặt chính trị. Nhà ngoại giao Ukraine nói thêm, chúng tôi tin rằng Ukraine xứng đáng nhận được lời mời như vậy ngay bây giờ. Ukraine từ lâu đã theo đuổi mục tiêu trở thành thành viên của Liên minh quân sự do Mỹ dẫn dắt. Kiev thậm chí đưa điều này vào hiến pháp. Ukraine chính thức nộp đơn xin gia nhập NATO vào tháng 9 năm 2022, 7 tháng sau khi Nga bắt đầu kế hoạch quân sự tại nước này. Ukraine vừa qua đã hứng chịu vụ tấn công đơn lẻ khiến nhiều người chết nhất kể từ khi xung đột bùng phát. Reuters đưa tin ít nhất 51 người thiệt mạng và 235 người bị thương trong vụ tập kích tên lửa vào một học viện quân sự ở thành phố Poltava, miền trung Ukraine. Sự việc học viện quân sự Ukraine trúng tên lửa diễn ra sau loạt không kích quy mô lớn của Nga trên khắp các tỉnh thành ở Ukraine. Trước đó, lực lượng không quân Ukraine báo cáo rằng Nga phát động cuộc tấn công tên lửa vào các khu vực Kiev, Sumy và Kharkov bằng tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình, tên lửa phòng không có điều khiển và máy bay không người lái UAV. Sau sự việc ở Poltava, đã xuất hiện nhiều nghi ngờ liên quan khả năng phòng không của Ukraine. Tờ Wall Street Journal dẫn lời ông Sergei Stenenko, một blogger quân sự nổi tiếng ở Ukraine, cho biết thảm kịch ở Poltava có thể đã tránh được nếu các quy định về an ninh không chỉ nằm trên giấy tờ. Nhiều nhân chứng tại hiện trường nói với tờ The New York Times rằng còi báo động ở thành phố Poltava đã vang lên quá muộn trong vụ tấn công hôm 3 tháng 9. Một binh sĩ Ukraine có mặt bên trong Học viện Truyền thông Quân sự Poltava thời điểm xảy ra không kích cho hay. Thật không may khi mọi người không có đủ thời gian để chạy đến nơi trú ẩn có quá ít thời gian từ lúc cảnh báo không kích đến đợt không kích đầu tiên. Bà Olena Sediuk, một người dân thành phố Pontava, cũng nói rằng cảnh báo không kích vang lên chưa được một phút thì hai vụ nổ xảy ra. Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Ukraine cũng nêu rõ rằng khoảng thời gian giữa báo động không kích và thời điểm tên lửa xuất hiện quá ngắn nên khiến mọi người chỉ có khoảng thời gian rất ngắn để sơ tán đến hầm trú ẩn. Theo giải thích từ Bộ Quốc phòng Ukraine, tên lửa Nga sử dụng trong đợt tấn công này là tên lửa đạn đạo có tốc độ di chuyển nhanh và chỉ một số ít hệ thống phòng không của Ukraine có thể đánh chặn. Theo The New York Times, hệ thống phòng thủ duy nhất được chứng minh có thể chống lại tên lửa đạn đạo là hệ thống phòng không Patriot. Tuy nhiên, chưa rõ có hệ thống Patriot tại địa điểm xảy ra vụ không kích vừa qua hay không. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiếp tục kêu gọi các đồng minh cho phép Kiev bắn tên lửa do phương Tây cung cấp sâu hơn vào lãnh thổ của Nga và giảm mối đe dọa quân sự do Moscow gây ra. Trong một tuyên bố, ông Zelensky cho biết chỉ riêng tuần trước, Nga đã sử dụng 160 tên lửa, 780 quả bom dẫn đường và 400 máy bay không người lái tấn công vào các thành phố và quân đội trên khắp Ukraine. Ông kêu gọi các nước đồng minh đưa ra quyết định về các cuộc tấn công tầm xa vào các địa điểm phóng tên lửa từ Nga, phá hủy hậu cần quân sự của Nga, cùng nhau bắn hạ tên lửa và máy bay không người lái. Tờ Ukraiska Pravda của Ukraine đưa tin, cảnh sát Mông Cổ đã chặn một nhóm người biểu tình dương quốc kỳ Ukraine trong chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới quốc gia Đông Á. Theo tờ Mirror of the Witch của Ukraine, vụ việc xảy ra ngay trước lễ đón ông Putin tại Cung điện Chính phủ Mông Cổ. Đứng cách nhóm người dương cờ Ukraine vài tòa nhà, còn có 5 người khác cũng cầm cờ Ukraine và các tấm áp phích với nội dung phản đối ông Putin. Tuy nhiên sau khi nghe tin một số người đã bị cảnh sát bắt đi, nhóm này đã quyết định giải tán. Trước đó, Tòa án hình sự quốc tế ICC và Ukraine đã đồng loạt yêu cầu Mông Cổ bắt giữ Tổng thống Nga Vladimir Putin khi ông đặt chân tới lãnh thổ nước này theo quy định của mọi quốc gia từng ký hiệp ước Rome của ICC. Tháng 3 năm ngoái, ICC đã phát lệnh bắt Tổng thống Vladimir Putin và Ủy viên của Tổng thống Nga về quyền trẻ em Maria Lvova-Belova với cáo buộc trục xuất bất hợp pháp trẻ em và di chuyển bất hợp pháp trẻ em từ lãnh thổ Ukraina sang Nga. Tòa án hình sự quốc tế ICC, Ukraina và Liên minh châu Âu EU đều đã kêu gọi mông cổ bắt giữ tổng thống Nga Vladimir Putin, mặc dù mông cổ là thành viên ICC, nhưng quốc gia châu Á này đã không làm như vậy. RT dẫn các nguồn thạo tin cho hay, chủ nhân điện Kremlin đã nhận được đảm bảo từ chính phủ Mông Cổ rằng sẽ không có bất cứ vụ bắt giữ nào trước khi thực hiện chuyến thăm đến nước này. Động thái của Mông Cổ đã vấp phải chỉ trích của Ukraine. Bộ Ngoại giao Ukraine cảnh báo Kiev sẽ hợp tác với các đồng minh của mình để đảm bảo Mông Cổ phải gánh chịu hậu quả vì không thực thi lệnh của ICC. Phát ngôn viên của chính phủ Mông Cổ cho biết nước này phụ thuộc vào nước láng giềng Nga về năng lượng và duy trì chính sách trung lập nhằm đảm bảo sự sống còn của đất nước và người dân Mông Cổ, đồng thời nhấn mạnh Mông Cổ luôn duy trì chính sách trung lập trong mọi quan hệ ngoại giao của mình theo Politico, Mông Cổ còn có thể phải đối mặt với nguy cơ bị truy tố. Ông Thomas Hoffman, nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Nghiên cứu Pháp lý cho hay, Mông Cổ chắc chắn sẽ bị tòa án hình sự quốc tế truy tố vì vi phạm nghĩa vụ hợp tác của mình. Trong khi đó, Nga coi lệnh bắt giữ của ICC với Tổng thống Putin là vô hiệu và không thể chấp nhận được. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết, lệnh bắt giữ của ICC đối với Tổng thống Putin rốt cuộc chỉ là tờ giấy vụn vô nghĩa Ví ICC như một tòa án lửa vời, đồng thời cảnh báo ICC nên lo sợ một kịch bản mà trong đó một số kẻ manh động cố gắng thực hiện lệnh bắt giữ bất hợp pháp nhằm vào ông Putin. Ông cảnh báo trong trường hợp đó mạng sống của họ không đáng giá gì hơn tờ giấy ghi sắc lệnh tồi tệ này. Ông Medvedev cũng nhấn mạnh rằng với việc chào đón ông Putin, Mông Cổ đã gửi thông điệp rõ ràng tới ICC và phương Tây, đó là hãy đứng ra một bên. Truyền hình quân đội Nga Zvezda mới đây đăng video từ cảm biến ảnh nhiệt của máy bay không người lái UAV trinh sát hoạt động trên vùng trời làng Novye cách thủ phủ Sumy thuộc tỉnh cùng tên ở miền Bắc Ukraine, khoảng 7 km. Trong video, UAV Nga phát hiện lượng lớn binh sĩ và khí tài Ukraine tập trung ở vị trí chống chảy, gần đó là phòng tuyến gồm nhiều chiến hào. Phi cơ chuyển tọa độ mục tiêu cho kíp tên lửa tiến hành đòn tập kích, quả đạn lao xuống và phát nổ, quang lửa và mảnh văng bao trùm toàn bộ vị trí tập kết binh lực của Ukraine. Camera ảnh nhiệt cho thấy miệng hố do tên lửa tạo ra, trong khi khu vực xung quanh gần như bị san phẳng. Uav sau đó chuyển sang sử dụng camera quang học cho thấy binh sĩ Ukraine dường như đang thu dọn hiện trường và chuyển thi thể đồng đội lên xe tải. Nhiều phương tiện cơ giới cũng nằm rải rác quanh đó. Trước đó, theo đài rt, Bộ Quốc phòng nga nói rằng các giảng viên nước ngoài đang hướng dẫn cho học viên về thông tin liên lạc chiến tranh điện tử và sử dụng thiết bị bay không người lái ở Trường Thông tin Liên lạc và Công nghệ Thông tin Quân sự. Bộ này đã xác nhận rằng lực lượng Nga đã thực hiện một cuộc tấn công chính xác cao vào Học viện Quân sự này. Theo các quan chức Ukraine, hai tên lửa đạn đạo Iskander của Nga đã bắn trúng Học viện. Cuộc tấn công diễn ra chỉ vài phút sau khi cảnh báo không kích được ban hành và đã phá hủy một phần của tòa nhà thuộc Học viện này, khiến nhiều người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Trước đó, thống đốc khu vực Kherson do Nga bổ nhiệm, ông Vladimir Sando cũng tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với RIA Novosti rằng trung tâm huấn luyện này thực chất đã hoạt động như một căn cứ cho các huấn luyện viên của NATO và đang được sử dụng để huấn luyện những người Ukraine mới được huy động. Trong phát biểu liên quan đến vụ việc, Tổng thống Ukraine Zelensky kêu gọi phương Tây viện trợ thêm vũ khí phòng không và tên lửa phòng không. Tổng thống Zelensky tuyên bố ông cần ít nhất 7 tổ hợp Patriot để bảo vệ đất nước khỏi các cuộc không kích của Nga. Sau khi xảy ra vụ tập kích, truyền thông Ukraine cho hay các học viên quân sự khi đó xếp hàng bên ngoài ngôi trường. Quan chức Nga Rogov cũng tuyên bố tên lửa đánh trúng các học viên tập trung tham gia một sự kiện nào đó. Tuy nhiên, Dmitry Lazutkin, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Ukraine, đã lên truyền hình quốc gia để phủ nhận thông tin cho rằng các nạn nhân khi đó tham gia diễu binh hoặc một nghi lễ nào đó. Nhân vật này cho biết khi còi báo động vang lên, các lớp học vẫn đang diễn ra. Kể từ khi nổ ra xung đột vũ trang với Nga, Ukraine đã cấm tụ tập đông người, bao gồm tại sân vận động và điểm tổ chức hòa nhạc lớn. Tuy nhiên, vẫn có nhiều người tập trung tại trung tâm mua sắm, trường học và chợ búa. Trong cuộc tấn công đường không cường độ cao vào thủ đô Kiev của Ukraine, quân đội Nga đã sử dụng tên lửa dẫn đường tầm xa 48N6DM thuộc tổ hợp phòng không S-400 Triumph. Thông tin về vũ khí mà quân đội Nga sử dụng trong trận đánh được công bố bởi tác giả kênh Telegram Đại tá GSH. Đây là một chuyên gia quân sự nổi tiếng, thường xuyên đưa ra bình luận về chủ đề vũ khí hàng không và phòng không. Theo thông báo, tên lửa 48N6DM của Nga đã không tiếp cận được mục tiêu khi bị phòng không Ukraine đánh chặn thành công. Chiến công có thể thuộc về một tổ hợp Patriot hoặc Samte triển khai gần đó mảnh vỡ của đạn tấn công đã được đăng tải khá rõ nét. Thông tin từ nhà sản xuất Nga cho biết, 48N6DM là tên lửa phòng không dẫn đường trang bị cho tổ hợp S-400 Triumf và các phiên bản nâng cấp của S-300. Quả đạn sử dụng cơ chế dẫn đường kết hợp thông qua đầu dò radar bán chủ động, đi kèm lệnh hiệu chỉnh vô tuyến. Khối lượng đầu đạn của tên lửa 48N6DM ước tính khoảng 180kg, nhưng phần lớn nằm ở mảnh văng thay vì thuốc nổ tầm hoạt động khi chống lại các mục tiêu trên không lên tới 250 km, ở độ cao từ 100 m đến 27 km. Đây không phải là lần đầu tiên quân đội Nga sử dụng tên lửa phòng không dẫn đường, thuộc tổ hợp S-400, thậm chí còn hơn thế nữa là S-300, để tấn công các cơ sở hạ tầng trên lãnh thổ Ukraine. Tên lửa 5V-55 hoặc 48N-6 với nhiều phiên bản khác nhau đang được quân đội Nga sử dụng để tấn công các thành phố của Ukraine. Nhiều vụ phóng được thực hiện cả từ vùng lãnh thổ đang bị kiểm soát cũng như từ đất Nga. Trong trường hợp dùng tấn công mặt đất, hướng dẫn bằng lệnh vô tuyến được sử dụng để điều khiển đạn 48N6DM. Tọa độ của mục tiêu mặt đất và độ cao của vụ nổ đối với đầu đạn tên lửa được nhập vào hệ thống phòng không từ đầu. Việc kích nổ đầu đạn cũng diễn ra dưới sự chỉ huy của radar chiếu xạ. Chính vì vậy, tầm bắn của tên lửa phòng không thuộc tổ hợp S-300-400 khi tấn công mặt đất bị giới hạn trong khoảng từ 30 đến 40 km. Hồi tháng 6, quân đội Ukraine cho biết đã dùng tên lửa Atak MS tập kích trúng một hệ thống S-400 và hai hệ thống S-300 của Nga ở bán đảo Crimea. Tên lửa Atak chính là khắc tinh với tổ hợp phòng không S-300-400. Theo Sputnik, các chuyên gia Nga đang nghiên cứu hệ thống dẫn đường và hiệu chỉnh đường bay của các tên lửa tác chiến chiến thuật Atak do Mỹ sản xuất. Theo chuyên gia này, một anten GPS đã được sử dụng để điều chỉnh giai đoạn đầu và giai đoạn cuối của quỹ đạo đường đạn. Chuyên gia này cũng lưu ý rằng Nga có thể phân tích hoạt động của hệ thống tên lửa ATACMS ở toàn bộ giai đoạn quỹ đạo bay. ATACMS là hệ thống tên lửa đất đối đất được phát triển dành cho lục quân Mỹ. Hệ thống này có khả năng tấn công chính xác vào nhiều mục tiêu khác nhau, bao gồm hệ thống phòng không, trung tâm chỉ huy và kiểm soát của đối phương. ATACMS có nhiều loại, mỗi loại được thiết kế riêng theo yêu cầu nhiệm vụ cụ thể. Các biến thể chính bao gồm Block 1, Block 1A và Block 1A Unitary. Tên lửa có thể được phóng từ hệ thống tên lửa phóng loạt M270 MLRS và hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao M142 HIMARS. Tại một địa điểm bí mật ở tỉnh miền Bắc Chernihiv, quân đội Ukraine đang cấp tốc huấn luyện cho các tân binh để sớm triển khai họ ra tiền tuyến. Điểm gây chú ý là độ tuổi của họ, hầu hết đều ngoài 40, thậm chí trên 50 tân binh giúp đáp ứng phần nào nhu cầu về quân số, nhưng cũng là vấn đề khiến các chỉ huy Ukraine đau đầu. Ukraine đang ở thế bất lợi tại nhiều vị trí giao tranh với lực lượng Nga ở miền Đông, đáng chú ý là khu vực quanh thành phố chiến lược Pokrovsk ở tỉnh Donetsk. Một chỉ huy lữ đoàn số 47 của Ukraine nói với vẻ phẫn nộ, một số tân binh không muốn bóc cò, họ thấy kẻ địch từ chiến hào nhưng không khai hỏa. Đó là lý do người của chúng tôi thiệt mạng, khi không dùng vũ khí, họ vô dụng. Các chỉ huy Ukraine cho rằng, tân binh là yếu tố dẫn đến hàng loạt thất bại gần đây để lực lượng Nga tiến quân ở miền Đông. Trong đó, có khu vực quanh Pokrovsk. Thành trì Pokrovsk nếu thất thủ sẽ cho phép Nga tiến xa hơn về phía Tây, cắt đứt tuyến tiếp tế của Ukraine, gây ra thảm họa về tác chiến. Lực lượng Nga giờ chỉ còn cách Pokrovsk 10 km. Những tân binh Ukraine kém xa lực lượng chuyên nghiệp dày dặn kinh nghiệm trong năm đầu xung đột. Họ thậm chí không được huấn luyện đầy đủ ở cấp độ tối thiểu. Theo các chỉ huy, và binh sĩ từ bốn lữ đoàn đang phòng thủ khu vực Pokrovsk, một số tân binh thiếu niềm tin vào kế hoạch tác chiến của các cấp trên và tự ý rời vị trí khi chưa có lệnh. Đây không phải là lần đầu tiên chỉ huy Ukraine than phiền về chất lượng tân binh. Trước đó, khi quân đội Ukraine luân chuyển binh sĩ từ các vị trí hậu phương để thay thế các tay súng ở tiền tuyến, một số người mới đến đã không đáp ứng được những yêu cầu cơ bản của chỉ huy đơn vị. Đáng nói. Tình trạng này không chỉ xảy ra với những binh sĩ mới nhập ngũ mà Kiev tích cực tuyển mộ trong vài tháng. Một sĩ quan thuộc lữ đoàn cơ giới số 93 mang biệt danh Smith cho hay một số tân binh không biết cách lắp ráp hoặc tháo rời súng trường. Ông Smith nói thêm, chúng tôi đang lãng phí rất nhiều thời gian cho việc đào tạo cơ bản ở đây. Ông yêu cầu những người mới đến phải huấn luyện trong tuần đầu tiên bằng cách bắn khoảng 1.500 viên đạn một ngày. Lữ đoàn cơ giới số 93 đã tham gia một số trận giao tranh ác liệt nhất trong xung đột giữa Nga và Ukraine, bao gồm ở Bakhmut, Kharkov và Adipka. Washington Post đưa tin, những người mới trong đơn vị của ông Smith có thể sẽ được triển khai gần thành phố Chashovya ở vùng Donetsk. Một tân binh có tên Van cũng chia sẻ, anh được điều động ra tiền tuyến chỉ bằng một thông báo. Hay một tân binh ở lữ đoàn cơ giới số 42 ở Kharkov cho biết, mọi thứ đều được học ngay tại chỗ. Đối với những tân binh, các trung tâm huấn luyện ở Ukraine hầu như không được trang bị để đào tạo những kỹ năng cơ bản nhất. Một huấn luyện viên giấu tên của Ukraine cho hay, một số cơ sở đào tạo không còn có đủ đạn cỡ nòng của Liên Xô cũ và chỉ cho phép học viên bắn khoảng 20 viên trước khi kết thúc khóa huấn luyện. Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA Rafael Grossi vừa qua đã có chuyến thăm lần thứ 5 tới nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia ở đông nam Ukraine kể từ khi xung đột nổ ra. Đánh giá về tình hình tại nhà máy, ông Rafael Grossi cho biết cả 7 trụ cột an ninh của nhà máy đều bị xâm phạm một phần hoặc toàn bộ. Ông đồng thời không loại trừ khả năng xảy ra tình huống nghiêm trọng và cho biết sẽ mở rộng hoạt động thanh sát, bao gồm các trạm biến áp điện, cung cấp năng lượng cho các nhà máy điện hạt nhân. Một số đường dây điện đã bị ảnh hưởng và chúng tôi đã chỉ ra ngay tại thời điểm đó rằng đây là rủi ro đối với nhà máy. Mất điện tại nhà máy điện hạt nhân là một vấn đề rất nghiêm trọng. Chúng tôi đang cố gắng tìm hiểu nguồn gốc của vấn đề và sẽ mở rộng hoạt động thanh sát để bao gồm các trạm biến áp điện cung cấp năng lượng cho các nhà máy điện hạt nhân. Kể từ tuần tới, chúng tôi sẽ bắt đầu việc này. Đây là một hướng đi mới và là một hướng đi quan trọng. Ông Rafael Grossi cũng xem xét hiện trường vụ hỏa hoạn tại một trong những tháp làm mát của nhà máy hồi tháng trước và xác định ngọn lửa không xuất phát từ bản thân tháp này. Qua đó làm gia tăng khả năng về việc khu vực trên đã bị tấn công. Ông Grossi cho biết hoạt động điều tra nguyên nhân vụ cháy vẫn đang diễn ra. Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia có 6 tổ máy điện với tổng công suất 6 GW. Mặc dù 6 lò phản ứng tại Zaporizhia đã ngừng hoạt động, nhưng nhiên liệu trong đó vẫn cần được làm mát để tránh xảy ra thảm họa. Các chuyên gia cảnh báo, dù nguy cơ một thảm họa như từng xảy ra năm 1986 tại nhà máy điện hạt nhân Chernobyl là khó xảy ra, song bất kỳ sự cố hạt nhân nào cũng sẽ gây ảnh hưởng không chỉ đến Ukraine mà còn đến các quốc gia láng giềng, trong đó có Nga, Moldova, Belarus và Romania. Kể từ khi xung đột nổ ra, nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia đã gần 10 lần bị mất điện bên ngoài và phải dựa vào các máy phát điện khẩn cấp, tuyến phòng thủ cuối cùng chống lại một tai nạn hạt nhân. Vấn đề an toàn của các nhà máy điện hạt nhân trong xung đột đã nóng trở lại sau khi quân đội Ukraine bất ngờ tấn công vào khu vực Kursk của Nga hồi đầu tháng 8 vừa qua. Đây là nơi có nhà máy điện hạt nhân Kursk và quân đội Nga cảnh báo Ukraine có kế hoạch tấn công cơ sở này. Ukraine đã bác bỏ cáo buộc nằm cách biên giới Nga-Ukraine khoảng 90 km. Nhà máy điện hạt nhân Kursk đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp điện cho một số khu vực lân cận. Nhà máy có 4 lò phản ứng hạt nhân, trong đó hiện chỉ có 2 lò phản ứng đang hoạt động. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình Điểm Nóng Thế Giới trên kênh youtube chính thức của báo điện tử VTC News. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!